Đây, cho chị trải nghiệm thử cái sản phẩm này. Cái này là gì? À, cái này là nó làm cho mình mờ nám, mờ sạm tàn nhang đó chị yêu. Đâu chị lau coi, chị lau cái mặt của chị coi. Lau đi, lau giống như nước tẩy trang bình thường á. Đúng rồi, lau hết. Đúng này, rồi, lau. Mùi giống mình xăm đúng không? Đúng rồi. Rồi cái này mà chị lau đi sạch sẽ ha, rồi xong là nó nuôi da cho mình luôn á chị. Ừ, đẹp lắm á. Em cái mặt của em bữa nay khác không? Ờ, nay trắng đẹp. Đẹp lắm á chị, em mới xài được có chừng 3 chai này thôi à. Với bộ này mới xài được có chừng chưa tới nửa tháng nữa đó. Nhưng mà da của em ai cũng khen quá trời. Tại em trẻ, da em còn đẹp lắm rồi. Ai cũng vậy hết á chị. Đó, xài là nó đẹp rồi chị. Đó, nên là nay em xích. Chị thấy sao? Lau là nó sạch sẽ luôn, nó nuôi da mình tại ngay tại hiện tại mà chị lau đi bụi bẩn á, chị may đúng không? Chị lau đi cái bụi bẩn dơ đó chị thấy không? Là nó nuôi da cho mình luôn á. Cứ mình thường xuyên mình xài như vậy là da mình nó đẹp lắm á. Đó. Đó. Vậy thôi đó chị. Cái này là nước tẩy trang hả? Nó giống như vậy vậy á, nhưng mà nó là nuôi da cho mình, chị nám, chị tàn nhang mà thẹo luôn nha, căng cơ da mặt luôn. Nó làm cho vòng mắt của mình nè. Nó làm cho mình căng. Ủa này hết bán nặng hả? Có chứ, vẫn bán á chứ. Mà tại vì giờ nghỉ hè á chị. Ồ. Nên này em không có bán nữa.